Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Clip tiếp theo của mình hôm nay sẽ là clip bách phát bách trúng nha các bạn nha. Thì level đầu tiên, tôi sẽ ném 3 quả bóng này vào rổ lần lượt. Quả đầu tiên. Quả thứ hai. Quả thứ ba. Yeah. Level tiếp theo tôi sẽ dùng đầu đưa bóng vào rổ nha. Tiếp theo tôi sẽ đưa bóng rổ vào rổ bằng chân. Level tiếp theo tôi sẽ để cột gôn nhỏ ở đây, rồi tôi đem quả bóng lên kia khoảng cách là 20m, tôi sẽ sút vào cái gôn nhỏ này nhá các bạn nhá. Không hề đơn giản nhá các bạn nhá, vì đường bê tông này nó cập cồ, nó mấp mô lên nó khó là đá vào. Rồi không nói nhiều nữa, tôi sẽ đá vào cho các bạn coi. Yeah.